Người tổng kết và nhận định kết tuần 11 tháng 10 ha. Thì trước tiên thì mời mọi người xem lại những gì mình đã chuẩn bị cho mọi người từ đầu tuần đúng không? Đây là khung ngày ha, với cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Sau khi mà nó break cái đường cản chéo này thì Vinny sẽ đi dọc chiều theo cái đường màu cam này ha. Và điều quan trọng là gì? Tuần này không phải là tuần để bán phần cổ trung hạn. Và tới ngày thứ ba là mình có chia sẻ với anh chị em là phần cổ trung hạn ở đây. Thậm chí về trung và dài hạn cho anh chị em nên dành từ 50 đến 60% tỷ trọng cho phần này và không cần phải quan tâm tới nó trong tuần này. Còn phần ngắn hạn á, thì y như kịch bản dập diều này ha, chúng ta có kháng cự 1300 và hỗ trợ 1265, 1270. Có nghĩa là gì? Khi mà nó về vùng hỗ trợ 1265, 1270 thì lúc đó anh chị em có thể enter một số lệnh để mà mua cổ phiếu cho tùy ha, trung hay là ngắn hay là dài gì đó tùy tùy trạng thái ha. Và mình ghi rất rõ từ đầu tuần là cần chuẩn bị tâm lý dài hạn để bớt bị nhiễu loạn ngắn hạn. Thị trường tăng thì FOMO mua, thị trường giảm thì hoảng loạn bán ha. Mình ghi và chuẩn bị anh em rất kỹ. Và tiếp theo là gì? Đó là những cái chuẩn bị liên quan tới bất động sản từ đầu tuần. Anh chị em không cần phải hoảng loạn gì tới với bất động sản hết và cứ đợi khung giờ cho các mã cân bằng, cụ thể là DXG, DIP-PDR và Nam Long ha. Rồi bây giờ anh chị em cùng xem coi kết quả tuần này như thế nào ha. Đầu tiên là cái đường màu cam từ 25 tháng 9, anh chị em thấy không? Vô cùng sát luôn ha. Thậm chí hôm nay nó còn chạm vô cho cái gác, còn chạm vô phát nữa ha. Rất là sát như gì mà chúng ta đã chuẩn bị ha. Và hôm nay chúng ta có một cái phiên tăng tăng điểm vol thấp bình thường ha. Chắc chắn là bình thường ha. Nếu mà vol lớn thì cái này nó sẽ giống giống như một cái phiên phân phối mà anh chị em lo ha. Rồi đó là vừa đi khung khung ngày đúng không? Vừa đi khung tuần thì mình cũng đã chia sẻ với anh chị em về cái vùng ô liu này ha. Với khung tuần ô liu này chắc là mình cũng đã chuẩn bị từ 2 tuần trước rồi đúng không mọi người? 4 tháng 10 đúng không? Có nghĩa là quan điểm của mình là từ 4 tháng 10 đúng không? Trong vùng ô liu trước đó nữa ha. Ô liu này là mình chuẩn bị từ đâu nhỉ? Đây 30 tháng 9 ha. 30 tháng 9 thì anh chị em cũng cũng thấy là gì? Đâu rồi? Ô liu đâu rồi? Đây ha. Đây là từ 30 tháng 9 thì mình đã chuẩn bị cho anh chị em trên khung tuần là Vinny sẽ có vài tuần vận động trong cái vùng ô liu này ha. Anh chị em thấy rất rõ 30 tháng 9 đúng không? Nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ nó từ rất là sớm rồi ha, để anh chị em có được cái trạng thái tâm lý tốt. Và bây giờ Vinny đã có 3 tuần vận động y trong vùng ô liu mà mình chuẩn bị và chúng ta có một cái tuần tuần này rất là ok à, vol thấp bình thường tại vì đây là quá trình tích lũy ha. Và anh chị em thấy chúng ta có hai cái mẫu hình tại chúng ta có cái hình tam giác đúng không? Đây là với cái cạnh dưới là tăng và phía trên là 1300 là gần tới cuối cái mẫu hình tam giác này rồi ha. Và Vinny cũng đã vượt qua cái đường trend giảm dài hạn, cái đường cản trên của quá trình đường đường cản trên của dài hạn và đã vượt qua nó ha. Và từ từ biến cái này nó thành vùng hỗ trợ thì trạng thái đi rất là chặt chẽ ha, không có gì phải phải bàn cãi. Đó là lý do tại sao mình chia sẻ với anh em trạng thái trung và dài hạn rất là tích cực. Trung hạn mọi người thấy trên khung tuần đang vận động trên tất cả những đường MA và tất cả những đường MA tuần đang hướng lên và chúng ta đang từ từ bắt đầu có sự sắp xếp lại của các đường MA. Nhưng mà trước mắt là gì? Là MA 50 tuần có thể cắt lên là MA 200 tuần ha. Và trên khung tháng thì vẫn vậy đúng không? Trên khung tháng dĩ nhiên chưa kết tháng, người ta chưa coi nhưng mà anh chị em nhìn rất là rõ ha. Tất cả những đường MA tháng đều hướng lên đúng không? Tất cả những đường MA tháng đều hướng lên hết và đang hoạt động trên MA tháng ha. Và chúng ta đã có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tháng tích lũy và mình có chia sẻ vào video sáng nay rồi ha. Ở trong khung tháng anh chị em thấy vào những cái giai đoạn vào sóng lúc nào cũng vậy, cái đoạn đầu của đoạn đi nền nó rất là lâu nhưng vào sóng rất nhanh. Anh chị em thấy cái đoạn đi nền này đúng không? Mình không đếm nhưng anh chị em cũng biết là nó là nhiều đúng không? Lên đây nó đẹp nhiều nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14, thậm chí là đếm những cái đoạn này nó thực ra nó chỉ là một cái đoạn chuẩn bị cho cái nhịp sóng của chu kỳ và chu kỳ nó sẽ ra trong bao lâu. 1 2 3 4 5 6 chỉ có 6 tháng thôi. À, rồi sau đó là tới quá đoạn đoạn điều chỉnh cho anh chị em thấy nó này nó cũng cứ giảm từ 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 nhưng đoạn giảm cuối cùng là giảm rất mạnh và sốc trước khi mà cân bằng ha. Tất cả những cái này mình đã chia sẻ và chuẩn bị cho anh chị em rất kỹ cho nên khi mà vừa đi 8 tháng như vậy nó sẽ tạo ra tâm lý chán nản cho nhà đầu tư nhỏ lẻ đánh ngắn hạn nhưng ai mà hình dung được theo cái cơ hội về cái chu kỳ mà năm thứ hai của chu kỳ thì đây là một cái cơ hội rất là ok à, quan trọng là chúng ta phải có được kiến thức để mà có sự chuẩn bị à, không phải mã nào anh chị em cũng cầm dài hạn được ha. À, anh chị em phải có sự chọn lọc phải có sự
cân nhắc giữa các mã, giữa các nhóm ngành ha. Có những nhóm nó đã chạy trước ngay ngay từ chu kỳ năm đầu, có những nhóm nó chạy đều trong suốt 2 năm chu kỳ, có những nhóm chỉ những tháng cuối cùng của năm chu kỳ thứ hai nó mới chạy ha. Cái đoạn đó thì bắt buộc anh chị em phải hết sức là chuẩn bị cho cái việc đó rất là kỹ. Ok, mình không có nói nhiều về cái đó nữa ha. Như vậy trên khung tuần mình cũng thể nói luôn là gì, tuần sau cũng không phải là phần cổ, phần bán, phần cổ trung hạn. Rồi bây giờ đi vào chi tiết của ngày hôm nay đúng không? Rồi đầu tiên tất cả những cái anh chị em rất là quan tâm tới nhóm bất động sản đúng không? Đích mình đã chia sẻ rồi, 21.5 bây giờ đang dừng 21.5, bình thường, rất bình thường, và RSI ngày đang nằm tít ở dưới này, không có lý do gì mà phải hoảng loạn tháo chạy với đích hết. Quan trọng là gì, tỷ trọng thấp là ok, và mình cũng đã chia sẻ với anh chị em rồi, đích là anh chị em ở vùng này nó rất là an toàn ha, an toàn. Tuy nhiên nó có thể chậm những mã khác, và đối với mình ưu tiên của bất động sản vẫn là DXG, PDR và Nam Long, cũng KDH thì mình, tại vì KDH với Nam Long thì mình chọn Nam Long rồi ha, này mình cũng có chia sẻ sơ sơ đúng không mình. Rồi PDR đúng không, 20.6 bây giờ là 21.25, rất bình thường đúng không? Trên khung ngày PDR rất bình thường, và PDR đã hoàn thành quá trình cân bằng của ngày sau khi một quá trình điều chỉnh ha, rất là tích cực ha, trạng thái nó rất là ok. Rồi PDR nói chung khung tuần khỏi phải xem nha mọi người, không có gì phải xem khung tuần hết đúng không? Khung tuần PDR thì cũng rất là bình thường ha, chúng ta có một cái tuần gần như là giảm giảm không ta, tuần này vẫn là tuần tăng điểm thanh khoản thấp ha, vẫn rất bình thường, trạng thái vẫn rất bình thường, tích lũy để mà xử lý MA20 tuần đang hướng xuống, RSI bây giờ còn chưa qua 50 ha. Rồi ở trên khung tuần của DXG cũng tương tự đúng không, khung tuần của DXG cũng rất là ok, RSI cũng vậy ha, cũng dưới 50 ha, phía trước còn rộng 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 rãi, và PDR còn tốt, xin lỗi DXG còn tốt hơn PDR khi là hiện tại là đang nằm trên MA20 ngày, xin lỗi MA20 tuần, từ từ nó cũng cần làm cho MA20 tuần hướng hướng ngang lên ha, rất ok. Rồi như vậy cái mốc 15.2 của chỉ đổi cái mốc mà mình chia sẻ về của DSG, anh chị em cứ cầm theo khung giờ thì hoàn toàn hợp lý ha, cầm thoải mái. Có nghĩa là gì, ai mà đánh ngắn hạn thì sẽ rất là căng thẳng ha, trong cái nhịp này, nhưng anh chị em có một cái sự chuẩn bị cho khung trung và dài hạn thì mọi thứ nó sẽ ok. Mình đã chia sẻ rất kỹ vào video sáng nay rồi, với cái chiến lược là 50 tới 60% phần cổ trung hạn và chỉ có 15 tới 25% là phần cổ ngắn hạn, thì những nhiễu loạn ngắn hạn nó có kinh khủng cách nào đi nữa thì nó cũng chỉ ảnh hưởng tới 15 tới 25% NAV của anh chị em, và anh chị em dư sự tỉnh táo và bình tĩnh để mà nhìn nhận ha. Mình nói rất kỹ, giảm mất MA20, giảm mất hỗ trợ thì cần phải theo dõi xem là gì, quá trình mất đó nó có đi kèm với hành động khối lượng hay không. Nếu mà khối lượng nó không thuyết phục, anh chị em cứ nghĩ đơn giản, ủa đó là hỗ trợ mà, nó thủng hỗ trợ, cut loss, khoảng nhỏ nhỏ lẻ, cut loss hoảng loạn bán thì vô nó phải lớn, nhưng tại sao vô nhỏ ha, thì khi đó anh chị em sẽ hình dung được à đó là một quá trình bình thường đúng không. Như mình chia sẻ đích mình có nhắn anh chị em đó là bao nhiêu, là 21.5 thì nó là 21.35, 21.4 thì nó cũng là 21.5 cộng trừ nằm trong cái khoảng đó thôi ha. Rồi như vậy bất động sản vẫn rất bình thường, do không có vấn đề gì phải phải lo ngại về bất động sản. Rồi chúng ta xem đích khung tuần của đích hôm nay kết tuần như thế nào nha. Như vậy đích kết tuần vẫn dĩ nhiên ở đây thì chưa hoàn thành quá trình cân bằng khung tuần ha. Rồi Nam Long thì cũng vậy ha, Nam Long cũng bình thường, Nam Long cũng bình thường ha, vẫn trụ ở đây vẫn bình thường, và Nam Long anh chị em thấy Nam Long khung ngày phía trước cũng còn khá là mênh mông ha. Nam Long khung tuần thì cũng vậy, cũng đang dưới, rồi sẽ ăn dưới 50 vào đây ha, nó vẫn giữ được những cái kênh của nó bình thường hết. Rồi đó là bất động sản ha. Rồi thứ hai là chứng là VCI ha. VCI khung tuần hoàn toàn bình thường đúng không? Anh chị em thấy nó break qua được cái xin lỗi, nó có một cái đường cản gọi là dài hạn khung tuần đúng không? Đây một lần chưa qua đây, nó nằm ở đây nè, khoảng khoảng này ha, một lần chưa qua được, hai lần, ba lần chưa qua được, thì tuần này nó đã qua được kèm thanh khoản lớn rất ok. Còn anh chị em nào mà cứ bị ngắn hạn thật sự luôn á nè, phân tích ngắn hạn làm cái gì, trong khi hôm qua mọi người thấy không, đó là một ngày giảm điểm rất mạnh kèm thanh khoản lớn đúng không, đó thì xấu rồi, mã này sắp xấu rồi, sắp gãy rồi, ABCD rồi, về 35, về 35 ít giỏi lắm là trụ được 35.5 đủ kiểu hết, hôm nay lại vun thấp lại kéo lên ha.
nó tạo cứ 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 nó cứ như vậy. Cho nên là gì, ở trong ngắn hạn thì anh chị em sẽ thấy nó khá là khó chịu, nhưng mà khi mà nhìn ở khung trung hạn thì nó cũng bình thường ha. Khung trung hạn nó bình thường, và đặc biệt là VCI anh chị em nhìn khung tháng thì nó cũng rất bình thường. Chúng ta nhìn có thể thấy được dập dáng của những cái chu kỳ, đúng không? Đây ha, mọi người thấy chu kỳ tăng của chứng khoán không? Đó, chứng khoán là nó cứ từ 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 lên, đúng không, xuống đây. Chúng ta đã có năm thứ nhất này, đúng không? Đây là năm thứ hai. Và đặc trưng của những cái chu kỳ tăng này là gì? Chu kỳ tăng là gì? Ít nhất nó cũng phải vào được vùng quá quá mua của RSI. Thì bây giờ RSI của nó đang ở vùng 58 thôi ha. Chu kỳ tăng của nó vẫn ở phía trước ha. Anh chị em phải chuẩn bị kỹ cho cái phần này, chứ không là không có cách nào mà có thể làm theo được. Bởi vì là gì? Những nhiễu loạn ngắn hạn là rất rất là lớn ha. Rồi, đó là VCI, VND, VND cũng bình thường. VND mình đã chia sẻ cho anh chị em. Dưới 15, 14.7, 14.8, 14.9 thì cũng rất ok, không có gì phải lo hết. Trên khung tuần cũng bình thường ha. Đó. VIX cũng bình thường ha, không có gì đáng đáng để chia sẻ. Rồi, chúng ta cùng có nhóm thép. Nhóm thép thì vẫn vậy ha, chúng ta có NKG hoàn thành quá trình cân bằng khung tuần ha. Tuần này thì có một sự không thay đổi về điểm, thanh khoản thấp, tích lũy tốt, không vấn đề gì cả. HSG giảm 0.05, đúng không? Vùng thấp cũng bình thường, không có gì cả ha. Rồi, tiếp tục là nhóm đầu tư công HKV, đúng không? HKV thì cũng vậy anh chị em nhìn ha, trạng thái cũng tuần rất là bình thường, và RSI đang tít ở dưới ha. Rồi, đây cũng chỉ là quá trình y như là bất động sản tăng từ dưới này lên một nhịp, sau đó tích lũy quanh để xử lý MA20 tuần đang hướng xuống và từ từ đang ngang ra, cực kỳ hợp lý ha. Anh chị em nhìn này, anh chị em thấy ngài đánh quá là hợp lý và bài bản, không có gì là hoạn gây ra tạo sự hoảng loạn hết chị ha. Rồi đây tương tự KSB cũng vậy ha. Rồi, Masan đúng không? Masan rất là tuyệt vời đúng không? Chúng ta đã kiên nhẫn với Masan đúng không? Thì bây giờ là mình đã chia sẻ rồi. Masan đã là khi ngay từ đầu khi enter Masan mình đã nói là chúng ta đầu tư mã này là đầu tư trung hạn. Nó cứ khi nào mà nó về những cái đường MA này thì anh chị em cứ mua từ từ chút 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 đó đúng không? Và dĩ nhiên đây không đây không phải là lúc là để bán Masan ha. Nó phải ở đây nè. Nó phải ở đây nè ha, MA200 đứng hướng lên, một cái kháng cự cũng không phải là quá mạnh, nhưng mà nó phải ở đây, ở cái quả đoạn là 8990 được chưa. Và rõ ràng là gì, cứ kiên nhẫn chờ đợi là sẽ có quà thôi, đúng không mọi người. Rồi, thậm chí những mã như là VSC đúng không, mình đã chia sẻ VSC nó tích nền đây rất là tốt, thì tuần này VSC cũng đã hoàn thành quá trình cân bằng khung tuần, và chúng ta đã cũng có những cái điểm mua 17.3, 17.4 ha. Thì cứ phải cứ chờ đợi thôi, không vấn đề gì cả ha. Rồi, rồi mình chia sẻ sơ sơ một số cái mà mình nhắn nhóm trong trong ngày hôm nay được chưa. Hôm nay mình có giờ dạy cho mình cũng cũng nhắn rất là sớm, 5 giờ sáng. Hôm nay là kết tuần đúng không? 3 tuần vừa đi vào động trong mô lưu rất logic ha. Rồi vừa đi ngày vẫn cứ dập dìu theo đường cam, và nếu muốn kéo MA 50 ngày càng sát MA 100 hơn. Anh chị em nhìn các ý trên thì rõ ràng thị trường vận động rất bình thường ha. Hôm nay kết tuần trên 1.275 là ổn, không cần vội vàng gì cả. Và quan trọng là gì, tương tự như hôm qua, hôm nay anh chị em không mua bán ngắn hạn gì nhiều hết à. Mình cũng có chia sẻ là từ sáng sớm lúc mấy giờ, 4 giờ ha, 4 giờ sáng trước 5 giờ sáng chút xíu thì mình có chia sẻ với anh chị em về một mã mà có thể tham gia cho cả chiều ngắn, trung và dài hạn, đó là ORS đúng không, quanh 13.5, 13.7 cộng trừ ha. Thì hôm nay anh chị em nào khớp được lệnh ORS thì cũng thấy ORS đã có khả năng khớp được khoảng chừng 13.8, 13.85 đúng không, và kết ngày thì ORS đang ở kết ngày đang thì ORS đang ở bao nhiêu, đang ở 14.3 đúng không, rất là ok, có nghĩa là anh chị em đã lời được hơn 2% rồi đúng không. Nhưng cái chuyện nó không quan trọng, bởi vì câu chuyện của ORS là chứng khoán tiên phong, anh chị em nhìn ha, theo chu kỳ đúng không, rõ ràng đây trạng thái RSI cùng tháng nó tít ở đây đúng không, đường nó tít ở trên này đây, không phải là nói chung là anh chị em nào trong nhóm thì sẽ hiểu rất rõ về những gì mình chia sẻ. Rồi, những cái gì mình chia sẻ trong nhóm đó, video sáng nay cực kỳ sát đúng không? Rất rõ, hôm nay không hành động gì nhiều hết, không mua cũng không bán, mua 1265 cộng trừ rồi đúng không? Bán thì đây có phải là kháng cự đâu mà bán, đúng chưa? Rồi, rất rõ ha, thu gọn danh mục, tập trung chủ lực, dành kỹ 50-60% trong trung hạn, còn ngắn hạn chỉ trade với những mã chủ lực, cứ hỗ trợ mua kháng cự bán. Cứ vậy anh chị em có áp dụng thoải mái làm hoài cho DXG này, rồi cho PDR đúng không?
Như anh chị em cũng biết DXG 14.9 là ngắn hạn, T0T T cộng anh chị em vào, PDR 20.7 anh chị em vào ha. Rồi như rất rõ kiên nhẫn, mấu chốt của đoạn này là kiên nhẫn ha. Rồi anh chị em thấy HAH ha, phần thưởng cho sự kiên nhẫn. HAH đây ngày 19 tháng 9 đúng không, với 39.6 ha, 19.9, và khuyến nghị anh chị em mua trước ha. Mua trước nghĩa là gì? Cần phải sự kiên nhẫn. Và anh chị em thấy HAH rõ ràng với cái target ngắn hạn thì đã đạt rồi, còn trung hạn thì chưa cái đoạn từ gì phải cắt hết, thì 39.6 cho tới bây giờ là rõ ràng là anh chị em đã có được mức lợi nhuận là gì, gần 10, nghĩa là 9% rồi ha. 9% nghĩa là giá cao nhất trong ngày có thể lên tới 10% HAH. Đó là ý nghĩa của cái việc mua trước đón đầu và kiên nhẫn chờ đợi đúng không? Đó, rất là thành công ha. Rồi tiếp tục 10 giờ rưỡi sáng mình có nhắn anh chị em. Như bản tin sáng mình đã nhấn mạnh là đoạn này chúng ta cần thả lỏng, anh chị em không cần phải làm gì, đừng có bám bảng điện, đừng có tham gia vào rồi tấy máy tay chân. Ví dụ như anh chị em cầm MSN đã mua trung hạn rồi thì còn lâu mới tới mức chốt lại là 88 cộng trừ, và phiên hôm nay không chắc chắn không tới được cái mức này thì kệ nó đi. Nhưng mà cứ coi thì thấy gì, nó lên 80.5, 80.5 thấy lời 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 đúng không, muốn bán nhưng mà không bán, xong cuối cùng quay lại nó rớt xuống 79.8 mất rồi, tiếc rẻ quá rồi. Ok, cái lần thứ hai nó lên 80.5 lại lại sợ nó rớt, lại lôi hàng ra bán. Và cuối cùng anh chị em thấy sao, hôm nay Masan kết phiên là bao nhiêu, 81.1 và kéo ở vùng ATC luôn. Thì rõ ràng là gì, nó chưa tới target chúng ta phải bán trung hạn, thì chúng mắc gì chúng ta cứ phải lên lên xuống xuống theo nó, rồi rồi cảm xúc rồi tâm lý dính theo ngắn hạn để làm gì đúng không mọi người. Này thấp nhất trong ngày là nhiêu, 79.5 luôn đó, mà cao nhất là 81.1 đó, mà cứ ngồi coi 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 rồi cứ cứ tay máy tay chân cái lô hàng ra bán ha. Cho nên là sự chuẩn bị là rất là cần thiết đúng không mọi người. Rồi rõ ràng massage trên khung tuần thì còn lâu mới tới lúc phải phải bán, mình đã chia sẻ với anh chị em rồi ha. Rồi tiếp tục VSC cũng vậy ha. VSC anh chị em nhìn ha, VSC bây giờ đã là 10 tuần tích lũy và đã hoàn thành quá trình cân bằng cung tuần rồi. Đó. Cứ mua và chờ đến lượt thôi ha. Rồi ui hồi nãy xứng đáng trong tim, anh chị em trong tim luôn, ác ghê. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều ha, còn gì cần chia sẻ mọi người nữa không? Rồi con nước ngoài nha, nước ngoài trời má ơi, nước ngoài bán ATC, nước ngoài bán ATC, nước ngoài bán ATC là bán cái gì đây, bán Vinhome ha. Nước ngoài lôi Vinhome ra bán ATC, lôi Vinhome và FPT bán ATC, vẫn mua Masan đúng không, khá khó chịu nha mọi người. Mọi người thấy là Masan nè, HAH nè. Ok rồi, tinh thần nó là như vậy ha. Anh chị em nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ, và tiếp tục dành thời gian cuối tuần để mà rà soát và ôn luyện thêm những cái khóa mà mình có chia sẻ cho anh em về khóa 10 về về đầu tư theo chu kỳ, từ đó cố gắng rèn luyện về mặt tâm lý và cảm xúc để mà cố gắng tạo cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt cho những dịp tiếp theo. Rồi như mình cũng đã chia sẻ là cái đường màu cam mình đã vẽ từ ngày 25 tháng 9 đúng không, trên khung ngày thì bây giờ thì trước mắt là mình cũng sẽ chưa có sự thay đổi gì về cái đường đi của nó, nhưng mà sang tuần sau ha, có nghĩa là gì, khi đó có nhiều cái thông tin hơn thì cái đoạn này có thể mình sẽ xem xét lại có cần phải hiệu chỉnh hay không. Nhưng cái tâm lý cái việc này mình đã chia sẻ cho em rồi, nó chỉ là mang tính ngắn hạn thôi, và nó chỉ ảnh hưởng tới 15-25% NAV của anh chị em trong cái phần ngắn hạn, cho nên là cũng đừng có để ý nó quá ha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.